Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát, thường xuyên bị các bạn bắt nạt. Bọn chúng có kiểu đi mượn tiền người khác mà không trả. Vì điều này mà tôi trở nên rất chán nản và nội tâm, không muốn nói chuyện. Tôi cũng không muốn kết bạn với người khác, chỉ muốn ngồi một mình một góc. Tôi không biết mình đã ăn gì trong ngày hôm đó. Bụng tôi đau lên, tôi không dám giơ tay xin đi vệ sinh. Tôi chịu đựng đến cuối giờ để được đi vệ sinh. Kết quả là lại bị bọn đầu gấu chặn đường, vay tiền tiêu vặt vì tôi đã đưa hết cho chúng trước đây. Chưa kể, lúc này bụng tôi đang rất đau. Tôi cáu kỉnh nói to với bọn chúng, tôi đã đưa cho bạn hết tiền từ trước rồi còn đâu. Nói xong tôi chợt hoảng hồn bừng tỉnh, cảm giác như mình sắp ăn đòn. Tên đầu gấu chỉ vào tôi và nói, vậy thì được thôi, đợi mày đi vệ sinh xong rồi ra tao nói chuyện. Những lời này làm tôi run rẩy, cảm giác như nhà vệ sinh đã trở thành địa ngục của tôi. Họ vẫn ở ngoài cửa nhà vệ sinh đợi. Bụng tôi đau đến mức không chịu đựng được. Tôi đã không để ý đến mọi thứ trong buổi học hôm đó. Trong đầu tôi tràn ngập cảnh bị đánh đập. Tôi ngồi ngơ ngác không biết làm gì cả. Tôi chịu đựng đến khi tan học, cuối cùng không chịu thêm được nữa. Tôi không dám ra đó. Bây giờ không còn ai. Tôi tìm thấy một túi ni lông màu đen, giải quyết luôn ở ngay trong góc lớp. Cầm túi bước ra cổng trường, tìm bãi rác để vứt cái túi. Ngay lúc tôi tìm thấy đống rác định chạy tới, đột nhiên có một bàn tay chạm vào. Tôi quay lại và thấy thằng đầu gấu. Dám trốn bọn tao à? Tao đợi mày mãi, ngửi bao nhiêu mùi thối, bây giờ mày tính sao đây? Tôi quá sợ hãi run lên, không nói gì cả. Đúng ngay vào lúc này, tên đầu gấu thấy cái túi đen tôi cầm trên tay. Mày đang cầm cái túi gì đây hả? Tôi không thể nói đây là gì được. Giữ chặt lấy cái túi, thả chết không đưa. Cái này không xem được đâu. Điều này vô tình kích thích sự tò mò của đầu gấu. Nó nghĩ là có đồ gì ăn được. Hóa ra đây là lý do không cho tao vay tiền à? Vậy coi như là mua hộ cho tao đi. Nói xong nó nhảy vào cướp cái túi. Tôi cố chống trả, nhưng chúng có tận 3 đứa. Tôi không thể giữ lại. Đầu gấu cướp cái túi với vẻ mặt đắc ý. Nó nói rằng, mày dám không nghe lời tao à? Vậy thì tao sẽ ăn hết đồ ăn của mày, xem lần sau mày còn dám. Tôi đã cố gắng để ngăn cản, nhưng không làm gì được. Sau đó, đầu gấu cho tay vào túi. Ái cha, đồ ăn vẫn còn nóng luôn. Nó vội bốc một nắm ra xem. Ôi xít, đầu gấu la lên thảm thiết. Toàn thân nó như nổ tung tại chỗ, vội chạy đi rửa tay ngay. Hai thằng đệ của nó cũng chạy theo. Sau ngày hôm đó, tôi tưởng mình sẽ bị trả thù. Kết quả là sau đó tôi không thấy nó ở trường nữa. Hóa ra tin tức lan truyền cả trường rằng nó đã ăn xít. Do cảm thấy quá xấu hổ, nó đã bảo bố mẹ xin cho chuyển sang trường khác. May mắn, tôi thì không được ai nhắc đến. Như một anh hùng thầm lặng, diệt trừ cái ác cho trường.